Chào đón quý vị khán giả quay trở lại với Cà Phê Sáng và trường quay chúng tôi. Quý vị để ý không ạ, lúc này đây thì đang ngập tràn rực rỡ sắc màu của những chiếc bánh gọi là bánh sinh nhật nhỉ? Vâng. Hoặc là một bánh quý vị thấy rằng là cũng rất đặc biệt. Và chủ nhân của những chiếc bánh này chính là bạn Trần Thúy Linh đến chúng ta từ Hà Nam. Dạ vâng ạ. Thật vinh dự và tự hào khi có mặt trong chương trình Cà Phê Sáng của chúng ta ngày hôm nay. Em xin gửi tới cái lời chúc cho những khán giả xem đài một ngày mới cuối tuần thật là nhiều năng lượng và thật là nhiều hứng khởi. Dạ vâng. Vâng. Cái này quý vị ơi, thực sự là bánh sinh nhật đấy ạ. Nhìn qua thì lại tưởng là mô hình như là đồ chơi các bạn nhỏ, nhưng mà tôi đã thử rồi. Đúng là bánh sinh nhật. Không biết là trường quay hay đạo diễn hay là các anh chị em biên tập quay phim của ai có sinh nhật thì chúng ta còn đến các thổi nến chúc mừng sinh nhật mọi người luôn. Thôi thì những chiếc bánh này sẽ coi như lời chúc mừng sinh nhật tới những khán giả của Cà Phê Sáng nếu như hôm nay mùng 4 tháng 6 là ngày sinh nhật của quý vị nhé. Bây giờ thì hãy hỏi cô chủ tiệm làm bánh rất là xinh đẹp của chúng ta, bạn Thúy Linh. Đúng. Thân mến, bạn đến với nghề làm bánh với cái cơ duyên như thế nào, và hiện giờ thì làm bánh thì thực sự là tôi nghĩ là nó cũng là một cái xu hướng nghề nghiệp mà nhiều người cũng theo đuổi nhưng cũng rất là vất vả. Bạn chia sẻ một chút về nó được không? Dạ vâng ạ. Thực ra thì đúng là đến với bánh em đến như một cái cơ duyên vậy ấy. Bởi vì thực ra khi mà học xong cấp 3 ấy, thì không giống như các bạn đồng trang lứa, thì em đã vào Sài Gòn và học nghề luôn. Nhưng mà hồi đấy là em đang mê về cái nghề bếp cơ. Bếp ở đây là bếp nóng nấu nướng thức ăn ấy. Đó, nhưng mà sau khi học xong thì có ra trường đi làm thì mình cảm thấy là nó không thực sự hợp lắm. Thế nên em mới chuyển hướng sang làm bếp bánh. Và bánh ở đây thì là chọn là hướng là trang trí bánh kem. Nhưng mà hồi đấy thì cũng chẳng có định hướng gì, hay là cũng không mường tượng ra được là mình sẽ làm cái gì. Thế nhưng mà khi mà tiếp xúc rồi thì mới thấy là nó cũng rất là thú vị. Thế là cầm một cái túi kem mình có thể là viết được ra chữ này, hay là vẽ được những cái hoa văn rất là đẹp, hay là cầm một cái đuôi bắt hoa mà có thể bắt được những cái bông hoa nó rất là giống thật. Thế nên là bắt đầu em mới thấy là cái nghề này nó cũng có một chút gì đấy là về nghệ thuật và về năng khiếu. Thế nên là cứ dòng dã từ đấy đến giờ là cứ kiên trì theo đuổi và đâu đó cũng phải gần chục năm rồi đấy ạ. Gần chục năm. Dạ vâng. Bình thường là chúng ta thấy rằng là bây giờ bánh kem thì cũng có rất nhiều hình dáng khác nhau, nhưng với bạn Linh mang đến ngày hôm nay trường quay Cà Phê Sáng những chiếc bánh kem với những cái mô hình gần giống như là những cái bức tượng vậy, đúng không ạ? Vậy thì bạn chia sẻ kỹ hơn là với làm cái bánh này với một chiếc bánh sinh nhật bình thường có mất nhiều thời gian hơn không, và nó khó chi tiết nào? Dạ vâng. Một cái chiếc bánh kem như thế này thì chắc chắn là sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều, bởi vì là nhìn qua thôi là chúng ta có thể thấy cái hình dạng của nó bây giờ nó đã được là biến tấu đi rất là nhiều, rất là sinh động và thú vị. Em cũng chia sẻ một chút là giống như những cái em bánh hôm nay đến trường quay đây là các bạn ấy đã được trải qua một cái quá trình đường rất là dài, đó là gần 100 cây số và đến trường quay ngay chúng ta ngày hôm nay. Bạn mang nó từ Nam Định lên. Dạ đúng rồi, từ thành phố Nam Định lên ạ. Vâng. Và nếu mà nghĩ đến bánh kem thì đâu đó là ai cũng sẽ có cái cảm giác là sẽ kiểu là rất là mong manh dễ vỡ, nếu mà không cẩn thận thì nó sẽ là bị biến dạng này, bị bẹp đó. Thế nên là ở đây thì những cái bánh kem này nó có đặc biệt một chút, tuy là nó được tạo hình rất là sinh động đáng yêu, thế nhưng mà nó lại cần phải gia cố rất là vững chắc, mặc dù trong này không hề là xốp hay gì cả mà toàn bộ là cốt bánh bông lan. Mọi người có thể bê thử, nó rất là nặng luôn. Đó thì là một cái điều đặc biệt nó khó hơn một chút, đó là ngay từ trước khi làm thì chúng ta cần gia cố nó kỹ hơn một chút, để là giống như là một cái trọng lực của em bánh này ấy, nó rất là nặng và nó chỉ có dồn qua hai chân thôi, thì những cái điều này nó sẽ khiến cho gây cái sự thú vị cho người xem. Đây, chị có thể biết bánh này nặng thật. Nặng thật đúng không ạ? Cốt bánh này. Vâng, rất là nặng đấy ạ. Trung bình là một chiếc bánh kiểu như này sẽ mất khoảng bao lâu ạ? Thực ra là cái thời gian mà để bọn em làm ấy thì nó cũng nhanh thôi. Thì nó cũng chỉ rơi vào tầm độ khoảng 1-2 tiếng. Đó đấy là làm cũng quen rồi đấy, và gia cố nó là cũng có thể là mỗi bánh một cái kiểu gia cố khác nhau, thế nên là một cái bánh này để mà tính từ cái công đoạn gia cố đến khi mà hoàn thiện thì chắc là tầm 1-2 tiếng thôi. Vâng. Chị Linh để ý rằng là cái chân của chiếc bánh Minion kìa, đó Minion chúng ta trông rất đặc biệt, rất là nhỏ đúng không? Vâng. Nó trông rất nhỏ, hai chiếc chân thôi. Nhưng mà tôi thấy là công việc nào cũng vậy, ngành nghề nào cũng vậy, mình cũng phải có những cái sự gọi là update, cập nhật những cái xu hướng mới để học hỏi, để mà mình tiến bộ hơn, và cũng là để phục vụ nhất là thực khách đúng không nào? Đúng rồi. Những người mua bánh này, những người mà họ cũng nhiều khi họ còn update những cái trend, những cái xu hướng trước chúng ta cơ. Đúng vậy rồi. Thì với nghề làm bánh thì sao Linh? Dạ vâng. Thực ra nghề nào cũng có những cái khó khăn ấy, thì cái nghề bánh này của em cũng vậy ấy. Em vẫn nói đùa với bạn bè em rằng ấy, nghề bánh này nó cũng giống như là thời trang vậy ấy. Nó update trend và theo mốt liên tục luôn, có thể nay mốt này mai đã mốt khác rồi. Đó, như là ở đây thì mọi người có thể thấy như là những cái bánh hoa quả trước này đi, đúng không ạ? Ở gần đây thì đang nổi lên cái trend là tam tai hoa quả đúng không? Sầu riêng mã cụt mang cầu đó. Thế nên là bọn em cũng đúng là cover luôn những cái bánh kem có hình hoa quả với những cái biểu cảm gương mặt của từng cái bánh, nó mang cái sắc thái riêng để nó tạo lên một cái sự sinh động, để mà đôi khi người ta nhìn vào người ta nghĩ đây nó hơn cả một cái bánh sinh nhật.
đó. Vì là có thể là năm này họ tặng kiểu dáng này rồi thì năm sau họ sẽ tặng những kiểu dáng khác để mang lấy những sự độc đáo cho bạn bè người thân đó. Thế nên là nó đòi hỏi một cái sự là bọn em phải là update liên tục, trau dồi và học hỏi để nâng cao kỹ năng không chỉ của bản thân mà cũng gửi đến cho khách hàng những cái sự mà hài lòng nhất định. Dạ, để nói về câu chuyện học hỏi thì nếu muốn học làm bánh thì có khó không và Linh có dạy không? Để mà nói khó thì em nghĩ là hỏi một cái người mới thì nó sẽ khách quan hơn. Còn nếu như cái bản thân em thì em biết rồi thì em thấy cái gì nó cũng dễ thôi. Còn về việc làm dạy làm bánh ấy, thì đấy cũng là một cái nghề của em nữa. Ngoài cái việc mà kinh doanh ở tiệm bánh ra thì nó cũng em cũng có những cái workshop ấy để cho làm một cái nơi để mà giao lưu chia sẻ làm bánh với những cái người cùng đam mê và cũng không giới hạn độ tuổi luôn, từ những cái bạn mà nhỏ nhỏ xíu xíu này hay là đến những cái bạn mà sinh viên, học sinh sinh viên, rồi là kể cả những cái mẹ bỉm này hay là người có gia đình. Bởi vì là mỗi người một cái mục tiêu, một cái định hướng đến với bánh nó khác nhau. Có những người thì đến để trải nghiệm thôi, để mà vui thôi, để mà xả stress trong một ngày thôi. Nhưng mà có những người thì lại xác định nó là một cái nghề đó, thế nên là sẽ có những cái chương trình, những cái lộ trình riêng cho mỗi người. Dạ vâng. Nói chung là cũng rất là cảm ơn Linh. Quý vị có thể một lần nữa ngắm nhìn lại những chiếc bánh rất là đẹp. Và thực sự là bây giờ thì ẩm thực nó không chỉ phục vụ cái bụng của chúng ta nữa rồi mà nó còn phục vụ trái tim, phục vụ tinh thần, đúng không nào? Những chiếc bánh đẹp như thế này thì nó sẽ làm một cái món quà rất là tuyệt vời cho những người thân của chúng ta vào những cái dịp kỷ niệm rất là đặc biệt. Đấy, ví dụ như là những chiếc bánh có hình váy cưới như thế mấy kia mà tặng cho người bạn đời của mình vào cái dịp kỷ niệm ngày cưới thì rất là ngọt ngào, đúng không? Hoặc là các bạn nhỏ mà nhận được những chiếc bánh gato mà đúng những cái nhân vật hoạt hình mà các con yêu thích như này thì đúng là không có món quà nào sung sướng hơn. Nên tôi nghĩ là công việc mà Linh đang làm nó giản dị nhưng mà nó thực sự rất là mang tới cái niềm vui cho những người xung quanh. Và tôi nghĩ rằng bạn nên nhân rộng cái mô hình của bạn, vì tôi biết là hình như là tiệm bánh của bạn nó mới chỉ xuất hiện ở Hà Nam và ở Nam Định Nam Định thôi, mà ở Hà Nội thì chưa có đâu nhá. Nên là mua bánh là cứ mỗi lần phải ship 100 cây số như thế cũng rất lo lắng cho bánh của mình đấy, đúng không? Dạ vâng, cũng nói thật là trộm vía là cũng rất là nhiều khách hàng của em biết đến em qua các nền tảng ấy thì cũng là gọi điện đặt bánh, nhưng mà toàn là ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn không ạ. Đó, thế nhưng mà tớ thật là em cũng phải đi từ từ. Tức là tất cả những cái thì đều nằm trong dự định nhưng mà mọi thứ cũng phải đi từ từ thôi, chứ không thể là phát triển được nhanh như vậy được, bởi vì em muốn là chậm nhưng mà chắc. Đó, muốn nuôi dưỡng niềm đam mê của mình trước. Rất là nhiều buổi sáng ngày hôm nay đã mang đến cho khán giả cả buổi sáng những chiếc bánh rất là rực rỡ.